Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Mây. Hôm nay là ngày đầu tiên mà các bạn vừa thi xong, cho nên là clip này sẽ là một clip không hoàn toàn không nói gì về chuyện thi cử cả, nhưng sẽ đề cập đến một khía cạnh khá là tương đồng, đấy chính là chuyện trưởng thành. 18 tuổi không chỉ là cái thời điểm mà các bạn phải bước chân vào đại học, mà 18 tuổi cũng là cái lúc mà bạn không còn là thanh thiếu niên và bước chân sang một ranh giới mới gọi là người trưởng thành. Và đây là cái lúc mà bạn sẽ cảm thấy là mình khá là hoang mang, bởi vì thứ nhất là mình không biết làm thế nào trước những cái quyết định của bản thân, và thứ hai là mình không biết làm thế nào để giao tiếp một cách thẳng thắn với phụ huynh theo kiểu là người lớn với nhau, bởi vì trong cái góc nhìn của phụ huynh thì mình luôn luôn là trẻ con. Cho nên là hôm nay trong clip này thì Mây sẽ chia sẻ cho các bạn 3 bước để có thể giao tiếp được với phụ huynh, nhưng không phải từ góc độ nói chuyện mà là từ góc độ của chính bản thân các bạn, từ góc độ chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu thôi ha. Điều đầu tiên mà để cho các bạn có thể làm tiền đề để có thể giao tiếp được với phụ huynh ý, đấy chính là phụ huynh phải có niềm tin vào các bạn. Tức là khi mà các bạn làm bất cứ việc gì thì phụ huynh sẽ không gọi là kiểu tại sao lại làm như thế, bởi vì lúc đấy là phụ huynh đã có một cái niềm tin gọi là kiểu một chút chút để không còn ý kiến với các hành động của các bạn nữa. Cho nên là cái quan trọng nhất để khi được giao tiếp với phụ huynh ý, đặc biệt là với tư cách là người trưởng thành với người trưởng thành ý, thì có nghĩa là các bạn sẽ phải giành được cái niềm tin đó từ phụ huynh. Và đây sẽ là ba cái bước cực kỳ quan trọng để các bạn có thể giành được cái niềm tin đó, và sau này thì có thể giao tiếp được với bố mẹ như một cách là con đã đủ lớn và đủ tự tin để quyết định cái chuyện của mình. Điều đầu tiên ý, đấy chính là các bạn hãy ngưng hỏi phụ huynh rằng con nên làm thế nào. Hãy ngưng hỏi cái việc rằng là bố mẹ ơi, bây giờ con phải làm như thế nào, nếu như chuyện này xảy ra thì con phải ứng xử ra sao. Hãy ngưng hỏi cái việc đấy đi, và chúng ta nên tự quyết định chuyện của mình. Đây sẽ là một cái bước chuyển cực kỳ quan trọng, bởi vì lúc này là cái lúc mà bạn nên phải tự đối mặt với những khó khăn của bản thân, thay vì lúc nào cũng hỏi bố mẹ rằng là con nên làm như thế nào bây giờ. Bởi vì rằng là bạn sắp bước chân lên đại học rồi, đại học đó là một cái xã hội thu nhỏ, ở đấy bạn sẽ phải đối mặt với quyền lực của học sinh, bạn sẽ phải đối mặt với những cái tranh chấp trong trường học, không chỉ là từ chuyện học hành mà còn từ chuyện đi làm, từ chuyện ưu đãi, từ chuyện học bổng, từ rất là nhiều thứ. Cho nên đây là lúc mà bạn nên tự trả lời cho chính bản thân mình và tự đưa ra những cái quyết định cho bản thân mình, và ngưng cái việc hỏi là bố mẹ ơi con nên làm như thế nào đi ha. Điều thứ hai, đấy là khi mà bạn đã tự đưa ra được một cái quyết định mà bạn cho rằng là đúng đắn nhất rồi, thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Cái điều này nó rất là khó, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng tự nhìn thẳng được vào những cái khuyết điểm của bản thân và chấp nhận một điều rằng là chúng ta còn yếu kém, đặc biệt là đối với những bạn học sinh giỏi. Cái này thực sự là một vấn nạn, bởi vì đối với những bạn học sinh giỏi là những bạn mà từ trước đến nay chỉ việc học giỏi, làm đúng bài toán, viết văn hay và làm đúng toán lý hóa, là các bạn ý có một cái nền tảng cơ bản rằng là chỉ cần bạn đi học giỏi là tất cả những cái xung quanh bạn đi đều đúng, bởi vì rằng là khi học giỏi thì tất cả những cái còn lại bố mẹ lo hết, bạn sẽ không phải lo một cái gì cả. Cho nên rằng là đối với những bạn mà thực sự là chưa bao giờ vấp ngã thì cái giới hạn này là một cái giới hạn rất khó để vượt qua. Nếu như trong trường hợp mà bạn không thể nhìn thẳng vào trách nhiệm của mình, nhìn thẳng vào cái việc rằng là đúng là đây, ở thời điểm này mình đã quyết định sai và mình xứng đáng phải nhận cái hậu quả sai lầm đó, thì bạn sẽ không bao giờ thực sự trưởng thành được hết. Mà lúc nào bạn cũng bị bối rối, với lúc nào bạn cũng phải đối mặt với những cái lời mệt mỏi của bố mẹ rằng là đấy, ta đã bỏ mà, nếu như mà hỏi trước thì sẽ không bao giờ phải mắc lại những cái chuyện đấy đâu, nếu như mà biết dựa vào bố mẹ sẽ không bao giờ phải đối mặt với những chuyện đấy đâu, ví dụ thế. Nhưng mà thực tế rằng là chúng ta rồi sẽ phải rời khỏi cánh chim của bố mẹ thôi. Cho nên là nếu như trong trường hợp mà bạn không thể chịu trách nhiệm và không thể nhìn thẳng vào cái lỗi của bản thân, không thể nhìn thẳng vào cái việc rằng là mình đã quyết định sai lầm ở thời điểm đó, thì bạn sẽ không bao giờ thực sự trở thành một người trưởng thành được. Và khi mà bạn đã không thể trưởng thành được ý, thì bạn cũng đừng đòi hỏi một cái quyền lợi của người trưởng thành, đấy là được nói chuyện với người trưởng thành. Và điều thứ ba, đấy chính là báo cáo kết quả với phụ huynh. Phụ huynh sẽ không bao giờ 100% buông tay các bạn ra đâu, bởi vì đối với bố mẹ thì mình vẫn là con và mình vẫn nhỏ hơn, và lúc nào mình cũng là người cần che chở. Cho nên là nếu như trong trường hợp mà bạn cứ tăng bạn làm và bạn không báo cáo gì cả ý, thì bố mẹ sẽ có cái cảm giác rằng là bạn không còn giao tiếp, bạn không còn tin tưởng, bạn không còn ỷ lại bố mẹ nữa. Đấy cũng là một cái nỗi lo sợ của bố mẹ. Cho nên rằng là sau khi làm xong, sau khi quyết định xong, thì bạn hãy báo cáo cái kết quả với phụ huynh, nói thẳng thắn rằng là con đã làm cái việc này và con đã quyết định sai và con sẵn sàng chấp nhận cái sai lầm đó. Bởi vì thực tế rằng là không bao giờ bố mẹ 100% muốn thả lỏng các bạn ra đâu. Cho nên là sau khi mà nhìn vào cái thành quả là mình đã không làm tốt ý,
thì lúc đấy là cái lúc mà bạn có thể hỏi ngược lại phụ huynh một cách cực kỳ thẳng thắn và trưởng thành rằng là nếu như trong trường hợp này thì bố mẹ sẽ làm sao. Bởi vì đấy là một cái câu hỏi mà bố mẹ nào cũng thích, bởi vì lúc nào bố mẹ cũng mong muốn rằng là các bạn hỏi ý kiến phụ huynh mà. Lúc nào bố mẹ cũng mong muốn rằng là lúc nào bạn cũng phải phụ thuộc vào phụ huynh và lúc nào bạn cũng nằm dưới cánh chim của họ. Cho nên rằng là bạn đừng bỏ quên cái vế là sau khi mà làm xong cái việc đấy theo ý muốn của mình thì quay trở lại và hỏi về việc rằng là mình làm như vậy thì có đúng không, và mình báo cáo cái kết quả của cái việc làm đó. Bởi vì cái việc báo cáo này ý, thứ nhất ý, là bạn chứng minh một điều rằng là nếu như trường hợp bạn quyết định đúng và bạn có một kết quả tốt nhé, thì đây sẽ là một cái minh chứng cực kỳ rõ ràng cho cái việc rằng là bạn đã đủ trưởng thành để suy xét những cái việc liên quan đến chính bản thân bạn mà không cần phải hỏi han nữa. Và điều thứ hai, nếu như trong trường hợp mà cái điều này nó sai ý, thì đây sẽ là một cái cách để bạn quay trở lại làm trẻ con một lần nữa để được hỏi những cái kinh nghiệm của phụ huynh, và từ đấy thì bạn sẽ lại có một cái vòng nữa, một cái cơ hội nữa để làm lại những cái điều mà mình đang có dự định làm hoặc là cái điều mà bạn muốn làm. Và khi mà bạn đã trở thành một cái người mà có khả năng tự quyết định cho bản thân, tự suy xét đúng sai, tự suy xét những cái rủi ro trong cái việc đấy, trong cái việc mà bạn muốn làm ấy, thì rõ ràng là lúc đấy là bạn đã thì bạn đã có cái cơ hội để trở thành một người thực sự trưởng thành và thực sự là một người có cái khả năng suy xét và là một người có cái khả năng nhận biết đâu là đúng đâu là sai, thì lúc đấy bố mẹ mới thực sự tin tưởng vào lời bạn nói. Còn nếu như trong trường hợp mà lúc nào bạn cũng hỏi là bố mẹ ơi con nên làm như thế nào ấy, thì bố mẹ sẽ luôn luôn nghĩ rằng là bạn là một người vẫn còn cần phải dắt đi từng bước một như kiểu ngày xưa dắt mình học học nói học đi vậy á, thì sẽ không bao giờ bạn được phát biểu ý kiến của mình hết. Và nếu như trong trường hợp bạn không phát biểu ý kiến của mình ấy mà, vậy thì cũng đừng phàn nàn về việc rằng là bạn sẽ phải nghe lời 100% ha. Video clip của tôi đến đây là kết thúc rồi, và chắc chắn rằng là cái cách này sẽ không hiệu quả với tất cả mọi người đâu, nhưng nhìn chung ấy thì đây là cách mà tôi đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất khi phải đối mặt với những sự áp đặt không được gọi là hợp ý mình lắm của gia đình. Cho nên là nếu như trong trường hợp mà các bạn có cách khác hay hơn, của các bạn không đồng tình với cái này, thì đừng quên comment ở dưới cho tớ biết nha. Và đừng quên là nếu như trong trường hợp mà các bạn thích những clip như thế này thì hãy like, share và subscribe kênh nhé. Và ấn cái chuông nho nhỏ ở bên cạnh để có thể nhận thông báo sớm nhất về những clip tiếp theo của tớ ha. Cảm ơn các bạn. Bye bye, tớ là Mây.